Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất là cách mỗi chi đảng bộ ở huyện Đất Đỏ triển khai tới mỗi đảng viên và quần chúng nhân dân trong thời gian qua. Qua cách làm này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Sau hơn 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tại huyện Đất Đỏ đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động thiết thực trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới của nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị 05 xuất hiện ngày càng nhiều ở các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Mình đã triển khai quán triệt đến cho 100% cán bộ đảng viên chúng ta đăng ký thực hiện. Cái thứ hai là chúng ta đổi mới cái việc mà chúng ta tuyên truyền, rồi chúng ta phát động các cái mô hình để học tập làm theo Bác, thì từ đó, từ 2 năm nay thì nó có cái số lượng là 551 cái mô hình và điển hình. Thì trong đó có một vài cái mô hình điển hình phát huy được cái hiệu quả, thì mình đang làm như thế nào để có một cái sức lan tỏa ở trong cái thời gian tới. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện xuyên suốt và đi vào thực tế, huyện ủy đã chỉ đạo ban tuyên giáo chủ động và đôn đốc các chi đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về chuyên đề, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, sự đồng thuận của nhân dân. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên trong các hoạt động tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ đảng viên nhân dân, kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Theo lời Bác, và Đảng bộ huyện Đất Đỏ còn đặt ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp và tận tâm phục vụ nhân dân. Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ huyện luôn coi trọng vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Việc phát huy tinh thần đi trước, làm trước của cán bộ đảng viên được thể hiện cụ thể, rõ nét trong từng chi bộ. 5 năm qua, đảng viên Nguyễn Thị Xuân, trưởng ban công tác mặt trận cùng với ban ấp Tân Thuận, xã Long Tân hết lòng với việc làng, việc xóm. Bà Xuân tích cực vận động bà con giúp nhau về vốn, cây, con giống, ngày công lao động, phương tiện sản xuất trị giá trên 52 triệu đồng, giúp cho 127 hộ khó khăn phát triển kinh tế từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trao tặng 210 xuất quà trị giá trên 64 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc. Với vai trò là cán bộ mặt trận, bà Xuân đã tham gia hòa giải hoàn thành 26 trên 26 vụ tranh chấp nội bộ trong nhân dân, vận động nhân dân hiến hơn 1.500 m² đất trong làm đường giao thông nông thôn. Xuân nói chung là hoạt động, đối xử với một người dân rất là tốt. Chỉ giúp cho chị em, là ví dụ như những chị em nào người ta không hiểu biết, nhắc nhở thêm. Bằng những việc làm cụ thể, kết quả thiết thực, bà Nguyễn Thị Xuân còn góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân ấp Tân Thuận và đồng bào dân tộc nói riêng từng bước vươn lên thoát nghèo và cùng chung sức xây dựng phát triển địa phương. Đến nay, 361 hộ dân ấp Tân Thuận, xã Long Tân, trong đó có 142 hộ đồng bào dân tộc, đều có mức sống từ trung bình trở lên, không có hộ nghèo, các hủ tục lạc hậu, mê tín dần xóa bỏ. Là một đảng viên, thì khi mà đảng bộ rồi chi bộ của mình là triển khai về học tập làm theo lời Bác, thì dựa trên cái tinh thần trách nhiệm thì mình đi sâu vào vấn đề, thì bản thân là bao nhiêu năm qua luôn cố gắng vận động tuyên truyền bà con để thực hiện là chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, thì đồng bào dân tộc đến nay thì đã đi vào lề lối thực hiện chỉ đạo của huyện ủy và hướng dẫn của ban tuyên giáo huyện ủy. Thì trong thời gian tới, đảng bộ sẽ tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể, trước mắt là đảng viên, sau đó đến quần chúng nhân dân,
Đặc biệt là chúng tôi sẽ nhân rộng những cái tập thể, những cá nhân có những cái thành tích tốt trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền đến đảng viên và người dân ở trên địa bàn xã. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nếp nghĩ, việc làm hàng ngày của mỗi người. Mỗi ngày thực hiện một việc tốt, dù nhỏ thì sẽ thành việc lớn, lan tỏa những điều tốt. Và để các em học sinh hiểu và làm theo những việc tử tế, cô giáo Mạc Thị Thanh Phương, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Thị Hoa, thị trấn Đất Đỏ đã xây dựng mô hình vườn cây việc tốt nhằm động viên, khích lệ học sinh có nhiều thành tích học tập và việc làm thiết thực. Dạ, con cảm thấy rất là tự hào khi đạt giải cao trong huyện và tỉnh. Con cũng rất là muốn được nhiều giải hơn và để được trồng cây trong khu vườn việc tốt này. Vườn cây việc tốt là mô hình được cô giáo Mạc Thị Thanh Phương triển khai từ tháng 12 năm 2023. Theo đó, mỗi bạn học sinh đạt thành tích học tập tốt trong các kỳ thi của trường, của huyện, hoặc những học sinh làm việc tốt như nhặt được của rơi, trả người đánh mất, giúp đỡ người yếu thế, được cô Phương tặng một cây sen đá hoặc một cây xương rồng. Kinh phí thực hiện mô hình từ nguồn thu chương trình kế hoạch nhỏ của nhà trường. Vườn cây được bố trí ngay ở khu vực sảnh ban giám hiệu để học sinh tiện chăm sóc cây mỗi ngày. Đến nay đã có khoảng 150 cây sen đá, xương rồng được trồng tại vườn cây việc tốt. Trong quá trình công tác thì tôi luôn chú trọng tổ chức các hoạt động mang tính định hướng giáo dục cao cho học sinh. Ví dụ như là có nhiều hoạt động như là nuôi heo đất, tiếp xúc bạn đến trường nè, hoặc là kế hoạch nhỏ mình phải đổi mới rất là nhiều phương pháp để các em có sự thu hút các em tham gia được đông đảo hơn. Liên đội thì luôn khuyến khích các em làm được những cái việc tốt, ví dụ như là cái mô hình vườn cây việc tốt của nhà trường đã và đang triển khai trong thời gian vừa qua thì các em đã thực hiện rất là tốt và thích thú trong cái mô hình đó. Thông qua cái mô hình thì các em hiểu được ý nghĩa mình làm các việc làm tốt là như thế nào, mình cần làm những việc gì để giúp cho mình trở thành một đội viên tốt, một người con ngoan trò giỏi chống lại Bác Hồ. Trong công việc, cô rất là tận tình với công việc, tận tụy với học sinh. Cô luôn học hỏi đồng nghiệp và tham mưu với ban hiệu nhà trường kịp thời, đúng lúc để có những việc làm tổ chức cho học sinh ngày càng đạt hiệu quả hơn. Và trong công tác của mình, cô có những ý tưởng rất là sáng tạo, rất là hay. Cô tìm tòi học hỏi và thường xuyên trao dồi kiến thức ở trên mạng, học tập ở những trường bạn và có những ý tưởng sáng tạo, thực hiện các hoạt động của nhà trường và mang kết quả rất là vẻ vang. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Đất Đỏ thời gian qua còn có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều cách làm mới thiết thực đã xuất hiện và được nhân rộng. Từ đầu năm học 2023-2024, Ban giám hiệu trường mầm non Lê Kim Ma, thị trấn Đất Đỏ đã triển khai thực hiện mô hình vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo, phục vụ các hoạt động cho trẻ, bảo vệ môi trường. Theo đó, những vật dụng như vỏ xe cũ, chai nhựa được phụ huynh mang tới trường bằng sự sáng tạo của các cô giáo, sự hỗ trợ của phụ huynh đã làm thành những bồn cây, tiểu cảnh, đồ chơi cho trẻ em hấp dẫn. Được sự vận động của giáo viên thì mình cũng tranh thủ làm việc sắp xếp thời gian công việc nhà hoặc là những cái thời gian nghỉ để cùng với giáo viên vào hỗ trợ cùng với lại giáo viên để làm ra những bộ đồ dùng đấy. Mình thấy là khi tham gia vào những cái hoạt động này rất là thú vị và ý nghĩa vì mình cũng góp được một phần vào những cái bộ đồ dùng đồ chơi cho con em mình. Trường cũng tận dụng hiệu quả các loại vỏ chai nhựa, bìa giấy cứng, vỏ hộp sữa để tạo thành nhiều đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ. Việc tái chế sử dụng nguyên liệu của giáo viên và phụ huynh trường mầm non Lê Kim Ma không chỉ làm phong phú thêm đồ dùng đồ chơi, rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho trẻ, mà còn giúp các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường, gần gũi với thiên nhiên, hứng thú khi tham gia vào các hoạt động trên lớp. Khi triển khai thực hiện, chưa có vận động được nhiều phụ huynh. Mỗi lớp chỉ chừng 1-2 phụ huynh thôi. Cái khi mà 1-2 phụ huynh đó mình sẽ nhân rộng ra là sau cái nội dung đó thì giáo viên trao đổi trực tiếp, vận động từ phụ huynh trực tiếp. Và thông qua cái nhóm Zalo của lớp, mỗi cái đồ chơi mà
giáo viên cùng với trẻ và phụ huynh làm thì gửi vào cái nhóm Zalo, cũng như là hàng ngày các con được thao tác cái đồ chơi từ cái nguyên vật liệu phế thải đó mà tạo ra những cái đồ chơi thích thú trẻ đến trường. Từ hiệu quả của những hoạt động trên đã góp phần giáo dục cho trẻ có ý thức và hành động tự giác giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, và vận động phụ huynh ủng hộ cho nhà trường nguyên liệu phế thải của gia đình để làm đồ dùng đồ chơi. Nhà trường còn vận động Mạnh Thường Quân số tiền 4 triệu đồng để trang trí bản đồ Việt Nam cho trẻ vào giờ hoạt động tuyên truyền về Biển Đông. Vận động cán bộ đảng viên cải tạo và trồng thêm một số cây xanh và trang trí lớp học từ những nguyên vật liệu phế thải. Những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Đất Đỏ là từ sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị của huyện đến cơ sở, là sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.